Giờ này mới thức ngủ, chưa thức dậy bạn. Trời giông gió quá. Bây giờ mình ra ngoài xe mình coi còn cái gì, trái cây gì ăn không. Tự nhiên thèm chua quá trời thèm luôn rồi. Lạnh, gió lạnh đó các bạn. Gió lạnh đó, trời âm u nè. Ra xe coi còn gì ăn, lấy vô ăn nha các bạn. Lạnh lạnh run chân nè, tay nè. Đây cái tủ lạnh nhà mình. Mình chùm nó lại để mền này nè bạn, để đừng hư rau đó. Hôm đó mình bị hư rau rồi đó. Coi còn gì. Này dưa chua, táo. Táo ăn ngày nào cũng ăn hết trơn ngán rồi. Táo này nó rẻ lắm. Cái mùa này nó rẻ lắm. Chuối. Chuối mà nó chín không nổi luôn á, tại nó lạnh á. Táo. À, mình còn trái khóm nè. Trái khóm nó cũng chưa có chín. Mình mua chín quá sợ ăn không kịp nó hư. Bây giờ nó còn xanh ăn luôn. Tỏi nè, bạn thấy bánh nè cho con mình nè. Cái này là của ông xã mình. Giấm táo. Con mì đó. Bánh với sữa đó. Tại mình đi siêu thị mình về mình để nè. Khi nào ăn cái mình đem vô. Trong nhà mình nó đầy đồ nhóm rồi. Thôi chùm tủ lạnh lại nha. Mấy bạn vô ăn khóm với mình nha. Rồi cùng nhau ăn khóm nha các bạn. Ăn khóm nha. Khóm này nó nhỏ xíu à mà nó ngon lắm đó. Không biết đợt này có ngọt không nữa. Gió hu. Lạnh quá, lạnh buốt luôn á. Ăn các bạn ơi, lạnh quá nãy ra ngoài lạnh á. Lạnh quá à. Đang mở tivi xem tin tức. Vừa xem tin tức vừa học thêm tiếng Đức á. Ăn các bạn ơi. Ăn nha. Ăn với mình nha. Thèm giờ chịu không nổi luôn á. Giọt luôn nè, nó lạnh, nó còn lạnh á. Muối, chén muối tôm. Nó chua. Thôi tắt đi. Tắt đi, nói chuyện với bạn tập trung hơn nha. Nó chua các bạn. Đi sao bên đây trời đang bão á. Đang bão á, cái thèm đồ chua nó quá chắc bị cảm không. Ăn gì nó đã gì đâu. Ông xã mình á, còn ngủ trên lầu á. Tại vì anh làm việc sổ sách trong nè. Mức độ làm việc của anh nè. Hồ sơ giấy tờ của anh đây nè. Ông xã mình làm nè. Mình tranh thủ mình ăn để ảnh vô anh làm nữa. Một rưỡi rồi. 4 giờ là Lia Timo nó về nhà là mình hết ăn uống gì được. Chắc mình bệnh á. Mình thèm muối, thèm chua quá trời thèm luôn à. Hồi nãy ra ngoài lạnh luôn hết trơn á. Gió hù ngoại á. Vì sao mình mặc áo lạnh nhưng mà mình làm biếng mang vớ đó. Mình mang đôi giày ra mà nó lạnh giờ. Ở
Ở Việt Nam cũng vậy nữa, buổi trưa mình thức dậy mình ăn bánh lọt. Không bánh lọt đây thì ăn trái cây. Thích nhất quá nhất là ăn thiên sa hộp é rồi để tủ lạnh á, lạnh ăn ngon. Mấy bạn thấy mình ăn các bạn cười lắm mà không, mình thèm lắm nha, mình thèm, mình ăn thấy nó ngon lắm. À, hên là có chồng rồi chứ không có chồng chứ ai dám lấy, thấy ăn ai dám lấy. Video này không dám cho chồng coi à. Tại video của mình á, cái nào mình ấy mình mới share cho ảnh coi, là mình chia sẻ cho ảnh coi á. Cái video nào mà mình nói xấu ảnh á, mình không dám cho ảnh coi đâu. Mặc dù ảnh không hiểu nhưng mà có tật rụt rịch. Ngon quá bạn ơi. Dọn bãi chiến trường để cho xã làm việc. Cảm ơn các bạn xem mình ăn khóm nha, ngon lắm đó. Ăn khóm này nè, nó chua, nó lạnh đó, ăn với muối tôm nó thơm, mà có ớt nó cay ngon lắm. Nhất là đang thèm á, cái cảm giác nó thèm mà bạn biết, thèm ăn vô nó cực kỳ ngon luôn á. Cảm ơn các bạn nha. Thanh Vo Vá Xin chào tạm biệt các bạn. Ông xả xuống, trốn trốn nhanh lên.